Tháng 11. Âu Châu có bốn mùa, và tháng 11, tháng các linh hồn luôn rơi vào giữa thu. Mùa thu tất nhiên không vui bằng mùa xuân, với nắng ấm, hoa lá nở rộ rực rỡ, với lễ phục sinh tưng bừng một sức sống mới. Sau đông dài lạnh lẽo, im lìm, chờ đợi. Mùa đông tuy lạnh và lặng lẽ, nhưng người ta không thấy buồn khi mặt trời chói chan nhún nhảy, đùa giỡn với tuyết trắng dày đặc rơi. Mùa hè thì khỏi nói, bởi ai cũng mong đến hè để được nghỉ học, nghỉ làm, nghỉ hè trên núi dưới biển, du lịch đây đó hay về Việt Nam thăm quê hương gia đình. Chỉ mùa thu là ảm đạm khi mặt trời ham ngủ, làm biếng thức. Chỉ mùa thu là làm buồn vì lá vàng thi nhau là trả rơi, nhắc nhớ những chia ly tàn tạ. Chỉ mùa thu là nhức nhối với cúc vàng bày bán la liệt trước cửa nghĩa trang, gợi nhớ kỷ niệm với những người thân đã qua đời. Chỉ mùa thu là làm bâng khuâng, lo sợ một ngày mai vô định. Chỉ mùa thu là làm giật mình, hoảng hốt khi thấy người mà nghĩ đến ta, thấy người ra đi về bên kia thế giới mà nghĩ đến phiên mình cũng sẽ gặp lại người ở thế giới bên kia. Thế giới bên kia là thế giới nào? Đó là câu hỏi ai cũng hỏi và không ai biết để trả lời. Câu hỏi đã được đặt ra cho loài người từ khi Thiên Chúa bảo Adam và Eva, nguyên tổ của loài người, người sẽ phải chết. Từ đó con người lo lắng, sợ hãi, chán ngán, khổ sở, thất vọng vì phải chết. Thực ra người ta khổ không vì phải chết, cho bằng khổ vì không biết chết khi nào. Không lo lắng phải chết cho bằng không biết chết cách nào. Không sợ hãi phải chết cho bằng chết rồi đi đâu, làm gì, khổ hay sướng. Không thất vọng vì phải chết cho bằng ngã lòng, vì chết chẳng đem theo được gì, mà phải ra đi đơn độc, tay trắng, trần trụi, ngay cả đến hơi thở, dù rất nhỏ bé, nhẹ tênh cũng phải bỏ lại cuộc đời. Quả thực, không ai đã không trải nghiệm những cảm xúc trước tin buồn một người thân bỏ cuộc đời ra đi. Cảm xúc sững sờ, bàng hoàng, thất kinh vì cái chết thường đột ngột, bất ngờ. Cảm xúc hụt hẫng, tiếc nuối, nhớ thương vì cái chết của người thân luôn là một mất mát khó có thể thay thế, bù đắp. Cảm xúc hối tiếc, ân hận vì những thiếu sót, tổn thương chưa kịp tạ lỗi, những ân nghĩa chưa kịp đáp đền đối với người ra đi. Cảm xúc ngỡ ngàng, ngưỡng mộ khi cái chết mặc khải sự thật tốt đẹp, đáng yêu, đáng kính, đáng học hỏi của người đã chết, mà khi sinh thời người ấy đã bị hiểu lầm, vu khống, lên án oan uổng. Tất cả cảm xúc chằng chéo pha trộn trên tạo nên một nỗi buồn lan tỏa đau đớn, xót xa trên nét mặt, dáng dấp, lời nói, cử chỉ, thái độ, sinh hoạt của thân nhân người chết trong một thời gian dài ngắn tùy mức độ. Với người thân thì thế, nhưng với kẻ thù qua đời thì cảm xúc thường ngược lại. Vì kẻ thù làm khổ ta, nên khi kẻ thù lăn đùng ra chết, ta vui vì biết mình hết khổ. Vì kẻ thù đe dọa, nên khi kẻ thù tắt thở, ta sung sướng sống đời bình an. Vì kẻ thù rình rập ám hại, nên khi kẻ thù nằm xuống, ta thảnh thơi, phơi phới tung tăng. Vì kẻ thù ganh ghét, nên khi kẻ thù bỏ cuộc chơi, ta là người chiến thắng. Cũng có những tâm hồn cao thượng không lộ liễu bộc lộ tình cảm trước cái chết của kẻ thù, nhưng tận thâm tâm không ai lại không phấn khởi, hả hê, thỏa mãn. Bởi kẻ thù chết đi là ta được giải phóng, không toàn phần thì cũng một phần đáng kể. Bởi kẻ thù nào chẳng đáng sợ, đáng ghét. Trong dòng cảm xúc ta dành cho người chết trước cái chết của họ, ta chợt thấy bóng hình ta lung linh trong dòng sông cảm xúc, bóng hình của chính ta trong ngày chết. Cảm xúc mãnh liệt và đe dọa nhất chính là một ngày kia chắc chắn ta sẽ phải chết như họ, nghĩa là cũng sẽ chẳng biết mình chết lúc nào, cách nào, ở đâu.
nghĩa là cũng không được mang theo bất cứ hành trang nào, dù quý giá, nhỏ bé, nhẹ tênh cỡ nào. Nghĩa là cũng sẽ có người khóc lóc, tiếc thương, ngưỡng mộ, nhưng cũng có người nguyền rủa, vui mừng, hả hê. Chỉ nghĩ đến thế cũng đã đủ hoảng sợ, hoang mang, chao đảo. Nói gì đến thảm cảnh kế tiếp khi thân xác bốc mùi hôi thối. Nói gì đến thảm cảnh kế tiếp khi xác thân bốc mùi hôi thối và người ta phải gấp rút chôn sâu hoặc thiêu nhanh cho thành tro bụi. Thực ra, nguyên nhân lớn làm con người sợ chết, hoảng hốt, ngao ngán trước cái chết không phải vì biết mình sẽ chết, nhưng vì không biết chết rồi mình sẽ ra sao, ai sẽ cứu giúp, đồng hành với mình ở thế giới mà mình hoàn toàn xa lạ, không một chút thông tin. Nếu biết rõ chết chỉ là một giai đoạn, một nhịp bước cần thiết giữa hai thế giới dương và âm, bên này và bên kia, thì nỗi sợ chết sẽ không còn nặng nề đến nỗi làm ta phải thất kinh bát đảo. Cũng vì không có đáp số, câu trả lời cho vấn nạn đời sau mà chúng ta sống không yên, sống không hết mình, sống không lý tưởng, sống không hạnh phúc. Vì đêm ngày bị cái chết và đời sau ám ảnh đe dọa. Là người Công giáo, với giáo hội và trong Đức Giê-xu, Đấng đã chết và đã sống lại, tháng 11 sẽ không còn là tháng giữa thu buồn ảm đạm, tháng sầu thê lương, tháng tang thương chết chóc, tháng mộ phần tuyệt vọng, tháng quằn quại đớn đau, tháng khôn nguôi tiếc nhớ. Nhưng là tháng 11 của Thiên Chúa là tình yêu thương xót đã hiệp nhất nhân loại trong lòng thương xót của Ngài, để tất cả trời đất, thiên đàng, luyện tội, nhân gian, cõi dương, cõi âm, thế giới bên kia, bên này được hiệp thông với nhau trong lòng thương xót. Khi các thánh trên thiên đàng là giáo hội chiến thắng, các linh hồn trong luyện tội là giáo hội thanh luyện, nhân loại còn đang sống trên trần gian là giáo hội lữ hành, cùng chia sẻ lòng xót thương trong Đức Giê-xu là sự sống lại và sự sống, để cầu thay nguyện giúp cho nhau. Và hạnh phúc sẽ không chỉ chờ đời sau để nở rộ, nhưng rực rỡ trào dâng ngay ở đời này trong bình an của lòng thương xót. Thực vậy, với đức tin Công giáo, câu hỏi sự chết là gì, tại sao con người phải chết, chết rồi đi đâu, cũng như sự sống là gì, ý nghĩa của cuộc sống và vấn nạn gai góc nhất về đời sau, về cuộc sống bên kia thế giới, tất cả đều được Đức Giê-xu, Đấng là sự sống lại và sự sống, cũng là đường, sự thật và sự sống giải đáp thỏa đáng. Không những giải đáp thỏa đáng, Ngài còn bảo đảm cho giải đáp đó, vì chỉ một mình Ngài là cùng đích và hạnh phúc viên mãn của mỗi người và mọi người ở đời này và đời sau, cho sự sống hôm nay và cuộc sống mai hậu. Một cách rất vắn tắt, Đức Giê-xu bảo chúng ta, để sống bình an hạnh phúc ở đời này và thanh thang bước vào đời sau với hạnh phúc bình an, trước hết hãy tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng, vì tin mừng là tin mừng của Thiên Chúa, tin mừng bình an, tin mừng cứu độ. Vì ngoài tin mừng, loài người không thể biết Thiên Chúa là ai, Ngài muốn gì, cũng như không thể biết ý nghĩa đời sống và định mệnh của chính mình. Bởi sự sống, sự chết của con người hoàn toàn thuộc quyền Thiên Chúa. Chính tin mừng là chìa khóa hạnh phúc của con người ở đời này và đời sau, là điều kiện để con người đạt hạnh phúc vĩnh cửu sau bước chân của sự chết. Tin mừng của Thiên Chúa còn là ánh sáng cho hành trình cuộc đời, là niềm vui cho từng ngày sống và bảo đảm chắc chắn sự sống vĩnh cửu đời sau. Có 5 điểm quan trọng khi chúng ta tin vào tin mừng. Tin mừng là lời Thiên Chúa nói với con người qua Đức Giê-xu về dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Thiên Chúa mặc khải dung mạo đích thực của Ngài qua Đức Giê-xu, như Đức Giê-xu đã khẳng định, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
chỗ khác ngài quả quyết. Ai tin vào tôi thì không phải tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Dung mạo đích thực của Thiên Chúa chính là tình yêu. Và Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Như thế, việc đầu tiên phải làm khi tin vào tin mừng là tin Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, con Thiên Chúa, đấng đến trong thế giới để bậc khải mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm con người. Chúng ta cũng nhận thấy, các đoạn kinh thánh vừa được trích dẫn đều quả quyết tình yêu Thiên Chúa luôn đem lại sự sống đời đời cho con người, bởi sự sống gắn liền với Thiên Chúa là nguồn sống. Sự sống phát sinh do tình yêu là Thiên Chúa, nên không lý do gì một Thiên Chúa là tình yêu và sự sống lại để con người mình yêu phải chết. Bởi thế, ngay trong ý định đời đời của Thiên Chúa, con người đã được dựng nên để sống và sống đời đời trong hạnh phúc của tình yêu tuyệt đối là Ngài. Vì Thiên Chúa đã không dựng nên con người để con người phải chết, nhưng chết là hậu quả của tội lỗi. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn trung tín và đi đến cùng ý định đời đời của Ngài là con người phải được sống vĩnh cửu trong tình yêu của Ngài. Đó là lý do Đức Giêsu, con Thiên Chúa đã đến để chết làm giá cứu con người khỏi chết, nhưng được sống đời đời. Tóm lại, khi mặc khải Thiên Chúa tình yêu, tin mừng của Đức Giêsu cùng lúc đã mặc khải con người được Thiên Chúa yêu thương, cứu sống, để tình yêu Thiên Chúa và sự sống con người luôn sánh đôi, không thể tách rời, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống. Và như Đức Giêsu đã khẳng định với chị em Marta, Maria khi gọi em trai hai cô là Lazaro từ cõi chết sống lại: ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Tin mừng vạch ra một con đường để con người được sống hạnh phúc đời này và đời sau. Đó là con đường của tâm hồn nghèo khó, hiền lành, khao khát điều công chính, bao dung tha thứ, trong sạch, xây dựng hòa bình và tràn đầy lòng xót thương. Đức Giêsu đã công bố hiến chương hạnh phúc của nước trời, và tất cả những ai sống theo đường lối này sẽ được thiên đàng làm gia nghiệp, nước trời làm quê hương, Thiên Chúa là Cha hiền, sự sống đời đời là phần thưởng. Bước đi trên con đường này là đi với Đức Giêsu vào sự sống bất diệt, vì đây là con đường Thiên Chúa muốn con người đồng hành với Ngài trên hành trình vào đất hứa. Hiến chương nước trời cũng là hiến chương của lòng thương xót, bởi tất cả những điều khoản được nêu ra trong hiến chương đều là đặc tính của người có lòng thương xót, cũng là điều kiện của đời sống xót thương. Tin mừng đưa ra duy nhất một giới luật tình yêu để bảo đảm sự sống đời đời. Tin mừng không kê tràng giang đại hải hàng trăm khoản luật phải giữ, nhưng Đức Giêsu chỉ vắn tắt, nhắn nhủ các tông đồ: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Yêu như Đức Giêsu đã yêu là tất cả bộ luật dành cho công dân nước trời. Nói cách khác, yêu thương tha nhân là đòi hỏi để được sống đời đời trong Chúa. Bởi ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Và nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo là tình yêu đem đến sự sống đời đời. Nên khi yêu mến anh em, chúng ta yêu mến Thiên Chúa và ở trong Thiên Chúa. Nhờ ở trong Thiên Chúa và có tình yêu Thiên Chúa, chúng ta có sự sống vĩnh cửu, vì Thiên Chúa là tình yêu, là sự sống lại và sự sống.
tin mừng mời gọi chúng ta đi theo và noi gương Đức Giêsu. Loan báo những gì Đức Giêsu đã nói và làm chưa đủ, nhưng còn phải trở thành môn đệ đi theo Ngài, bước trên những bước chân của Ngài. Đi theo và noi gương Đức Giêsu là đề nghị của tin mừng với mỗi người. Như Đức Giêsu đã gọi các tông đồ ngày xưa bên biển hồ Galilê, anh em hãy theo tôi. Đi theo Đức Giêsu để được Ngài biến đổi, noi gương Đức Giêsu để được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, mục tử nhân lành đến để cho đàn trên được sống và sống dồi dào. Vì thế, điều mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta trong tin mừng chính là bắt chước, noi gương Ngài. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Tin mừng loan báo sứ điệp phục sinh của Đức Giêsu. Sứ điệp đầu tiên các tông đồ đã loan báo chính là sự sống lại của Đức Giêsu. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô là một phần của tin mừng. Ở đó, Chúa Cha đã cho con một Ngài sống lại từ cõi chết để nhờ ơn cứu sống đến từ sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Con người được chia sẻ quyền làm con Thiên Chúa với Đức Giêsu để có thể yêu như Đức Giêsu đã yêu, tha thứ như Đức Giêsu đã tha thứ, vượt qua thử thách đau khổ như Đức Giêsu đã vượt qua, chết như Đức Giêsu đã chết và được sống lại với Đức Giêsu phục sinh. Như Thánh Phaolô đã viết cho môn đệ Timôthê: nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta chịu khổ với Người, ta sẽ hiển trị với Người. Quả thực, tin mừng phục sinh không chỉ bảo đảm cho sự sống đời sau, mà còn là nền tảng của đức tin ở đời này. Thánh Phaolô đã trình bày rất minh bạch điều này trong thư gửi giáo đoàn Côrintô: nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Như thế, khi tin vào tin mừng, chúng ta tìm được đáp số cho tất cả vấn nạn liên quan đến cuộc đời, trong đó có câu hỏi về sự chết và đời sau luôn ám ảnh nặng nề và không ngừng đe dọa. Với tin mừng, chúng ta biết mình vào đời và làm người vì được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu thương trung tín ấy đồng hành với chúng ta qua ngưỡng cửa vào đời sau là sự chết. Tuy sự chết là hậu quả đáng buồn của tội lỗi, nhưng nhờ sự chết và phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, sự sống đời đời của chúng ta không mất đi, nhưng được bảo đảm bằng máu của Đức Giêsu, Đấng đã chết với chúng ta trong thân phận con người phải chết, để chúng ta được sống lại và sống đời đời với Ngài trong vương quốc của Thiên Chúa. Và để cuộc sống hôm nay trên cõi trần này được hài hòa tiếp nối bằng sự sống vĩnh cửu, Đức Giêsu muốn chúng ta đồng hành với Ngài trên con đường hạnh phúc Ngài đã vạch, con đường dẫn đến cuộc sống trường sinh, bất diệt bằng tín thác ở Ngài là tình yêu tuyệt đối và noi gương Ngài yêu thương anh em như Ngài đã yêu thương. Sự sống đời sau, thiên đàng hay bất cứ sự tốt đẹp nào chúng ta mơ ước chiếm hữu sau khi chết cũng không gì bằng chính Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là gia nghiệp, là hạnh phúc tuyệt đối, là thiên đàng tuyệt hảo mà không sự gì có thể so sánh.
Vì thế hạnh phúc bất diệt trong thế giới bên kia sẽ không là gì khác hơn Thiên Chúa, đấng chúng ta yêu mến phụng sự ở đời này. Cũng một Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình dương thế, sẽ là đấng đón chúng ta vào vương quốc, dành cho những tâm hồn biết chạnh lòng và thực hiện lòng thương xót với anh em mình trong cuộc sống. Bởi Thiên Chúa là tình yêu, nên duy nhất với tình yêu, Ngài nhận ra những người thuộc về Ngài. Duy nhất bằng tình yêu, Ngài phán xét, thưởng phạt trong ngày trung thẩm. Duy nhất trong tình yêu, Ngài cho những ai có lòng xót thương cư ngụ trong nhà cha Ngài. Tin vào tin mừng và sống những điều tin mừng đề nghị cũng là sắm sẵn cho mình hành trang đi vào đời sau. Bởi duy nhất tình yêu là hành trang người chết có quyền mang theo khi vào thế giới bên kia. Duy nhất lòng thương xót là công trạng có giá trị người chết có thể đệ trình Thiên Chúa. Duy nhất yêu thương là dấu chỉ của Đức Giê-xu sẽ nhận ra ai là môn đệ của Ngài ở cửa đời sau. Như mọi người ở đời này chỉ có thể nhận ra ai là môn đệ của Đức Giê-xu khi họ yêu thương nhau. Và như thế, tháng 11 sẽ không còn là tháng buồn ảm đạm với lá vàng rơi làm nhức nhối nỗi sợ chia ly, chết chóc. Mùa thu sẽ không còn chìm sâu trong bóng tối trước tương lai mịt mù, vô vọng của phận người phải chết. Nhưng từ nay, tháng 11 là tháng hiệp thông của lòng thương xót với các thánh cầu bầu, các linh hồn hy vọng và người sống cầu thay nguyện giúp. Tháng 11 cũng là tháng của nhớ thương, cầu nguyện, của ân tình đền đáp. Và cũng tháng 11, niềm hy vọng được sống lại với Đức Giê-xu nâng tâm hồn lên cao để chiêm ngắm những sự trên trời. Vâng, có Đức Giê-xu rảo bước đồng hành, có tin mừng phục sinh chiếu sáng, đường em mau chiều thu hôm nao của hai môn đệ, cũng như đường đời hôm nay của mỗi người chúng ta, không còn tăm tối và nặng nề những bước chân sầu buồn, tuyệt vọng, nhưng xôn xao rạo rực một niềm vui khôn tả của những người được cứu độ và sẽ sống lại trong ngày Chúa đến. Alleluia. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Chúa ơi, xót thương các linh hồn từ nơi vực sâu u tối luôn khát mong tình thương. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Chúa ơi, cứu vớt các linh hồn từ nơi vực thẳm thương đau, đợi trông Chúa nhậm lời. Ôi lạy trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phúc. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Chúa ơi, xót thương các linh hồn ngày đêm lựa hình nung nâu luôn đớn đau sầu thương, cúi xin lòng từ bi Chúa xuống ơn cứu thoát các linh hồn khổ đau liền hình quá mau hưởng vui cõi thiên đường. Ôi lạy trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Thiên Chúa chiếu soi chiều thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phúc.
cát mong suối trong lành, tựa như tuần canh đứng gác luôn ước mong hướng đông. Chúng con một niềm tin thác, Chúa ơi cứu giúp các linh hồn, tình thương biển trời bao la, nguồn ơn phúc tràn hòa. Ôi lạy trên Thiên Chúa lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa chiếu soi chiều thiên sáng người, và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phúc. Ôi lạy trên Thiên Chúa lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa chiếu soi chiều thiên sáng người, và ban cho các linh hồn